tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ vạn thành phát, hội đồng xét xử đã dành nhiều thời gian để xét hỏi nhân thân của các bị cáo tại tòa. Các luật sư bào chữa cho các bị cáo đã đưa ra nhiều đề nghị. Hội đồng xét xử đã giải đáp từng thắc mắc, từng kiến nghị của các luật sư về đề nghị cung cấp giấy bút cho bà Lan để ghi chép. Chủ tọa cho biết liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe cho bị cáo nên đề nghị luật sư cung cấp giấy bút cho bà Lan nếu được lực lượng cảnh sát bảo vệ cho phép. Đối với đề nghị cho các bị cáo có nhiều bệnh tật, được ngồi hay vắng mặt, hội đồng xét xử đề nghị các luật sư gửi văn bản và đưa các yêu cầu cụ thể cho từng bị cáo. Hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào từng trường hợp và xem xét. Lúc 11 giờ 25 phút, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Giáo dục Văn Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella bước lên bục khai báo. Trong tình trạng khó khăn, phải nhờ lực lượng cảnh sát hỗ trợ. Kết thúc phần xét hỏi về nhân thân, bị cáo Trí nắng lại bục xét hỏi trình bày với Hội đồng Xét xử và Chủ tọa. Với vụ án liên quan đến tôi, tôi đã rất chủ động hợp tác với cơ quan điều tra và gia đình, đã khắc phục toàn bộ số tiền Bản thân tôi bị chấn thương cuộc sống nên xin phép vắng mặt trong những phiên tòa tiếp theo và xin ủy quyền cho hai luật sư của tôi. Chủ tòa ngắt lời bị cáo trí và cho biết phần kiến nghị này bị cáo sẽ trình bày ở phần sau. Trong phần trình bày ý kiến, luật sư bảo chữa cho bị cáo trí tiếp tục thông tin việc thân chủ bị bệnh chấn thương cuộc sống phải hạn chế di chuyển. Do đó, vị luật sư đề nghị cho bị cáo Nguyễn Cao Trí được phép vắng mặt tại các phiên tòa tiếp theo hoặc cho phép bị cáo được ngồi dự tòa. Trả lời kiến nghị, chủ tọa phiên tòa đề nghị các luật sư bào chữa cung cấp hồ sơ bệnh án của các bị cáo, gồm bị cáo Nguyễn Cao Trí để hội đồng xét xử xem xét. Trường hợp bị cáo Trí, hội đồng xét xử chấp thuận cho bị cáo này ngồi, không phải đứng khi tham gia phiên tòa. Trước đó, sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Giáo dục Phan Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella đã chỉ đạo nhân viên lập giả văn bản thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10%, vốn điều lệ khoảng 1.000 tỷ đồng của bà Lan đã ký với công ty Văn Lan nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị truy tố về tội làm dùng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Về cách thức điều hành, chủ tòa cho biết cách thức phiên tòa không có mẫu mà sẽ căn cứ vào diễn biến phiên tòa. Theo chủ tòa, dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 kết thúc. Tuy nhiên, nếu xét thấy diễn biến nhanh hơn, vẫn có thể kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài qua ngày 29 tháng 4. Nếu cần thiết, vẫn sẽ làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật và hội đồng xét xử sẽ thông báo trước vào thứ Sáu. Chủ tọa yêu cầu tất cả các luật sư phải có mặt nếu vắng mặt thì coi như tự ý từ bỏ quyền bào chữa và hội đồng xét xử sẽ cắt phần này. Chủ tọa cũng lưu ý, nếu luật sư muốn vắng mặt phải được sự cho phép của hội đồng xét xử nếu vì lý do khách quan mà luật sư phải vắng mặt ngày hoặc một khoảng thời gian nào đó khi xét xử thì báo để hội đồng xét xử xem xét. Về việc các luật sư đề nghị được gặp trao đổi tư vấn cho các bị cáo vào giờ nghỉ giải lao, chủ tọa cho rằng phiên tòa kéo dài nhiều ngày để đảm bảo sức khỏe, tòa cho phép luật sư được phép tiếp xúc với các bị cáo trong thời gian giải lao. Trong giờ giải lao khoảng 15 phút, các luật sư được tiếp xúc tư vấn cho các bị cáo nhưng nên tiếp xúc ngắn gọn để đảm bảo sức khỏe cho các bị cáo. Nếu các luật sư vẫn chưa tiếp xúc đủ thì có thể đề nghị để hội đồng xét xử xem xét. Chủ tọa cũng lưu ý tất cả mọi người không được quay phim, ghi âm, chụp hình. Nếu quay phim, ghi âm, chụp hình và đưa lên các trang mạng thì sẽ đề nghị xử lý. Trong phiên xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và người đứng đầu là bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm. Trong vụ án này, Trương Huệ Vân, 36 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử với cáo buộc đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan trong việc chiếm đoạt tiền của SCB gây thiệt hại gần 1.100 tỷ đồng. Bị cáo Trương Huệ Vân là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan, người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong phần kiểm tra lý lịch, bị cáo Trương Huệ Vân khai sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đăng ký thường trú ở đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 và ở đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Chức vụ trước thời điểm bị bắt là tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chủ tịch phiên tòa nhắc thêm, bị cáo Trương Huệ Vân còn là tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor. Bị cáo Vân xác nhận, dạ có ạ. Bị cáo Trương Huệ Vân có chồng và hai con sinh đôi, sinh năm 2016. Bị cáo Vân chưa có tiền án tiền sự, bị bắt tạm giam vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. Chủ tọa phiên tòa hỏi là ngày 7 hay ngày 8 tháng 10. Bị cáo Vân nói là ngày 7. Chủ tọa phiên tòa đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân kiểm tra lại ngày bắt tạm giam đối với bị cáo Trương Huệ Vân. Bị cáo Trương Huệ Vân xác nhận đã nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử vào hai tuần trước. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định Huệ Vân có ảnh hưởng rất lớn trong tập đoàn này. Với mối quan hệ ruột thịt, cô được bà Lan tin tưởng giao quản lý điều hành nhiều doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria và Eurasia Onsep. Không chỉ là cô ruột, bà Trương Mỹ Lan còn nhận Vân là con. Được bà Lan cho đứng tên cổ phần ở SCB, song Vân cho biết trong thời gian này không tham dự họp đại hội đồng cổ đông, mà theo chỉ đạo của cô ruột, luôn có nhân viên đưa giấy tờ ủy quyền cho người khác đi họp để ký. Những vấn đề đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị nêu ra là đều có chỉ đạo từ bà Lan, nên khi nhân viên mang giấy tờ qua Vân đều ký, không thắc mắc. Trong vụ án này, bị cáo Trương Huệ Vân bị truy tố với tội tham ô tài sản theo khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cáo trạng cáo buộc bị cáo Trương Huệ Vân đã thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, đồng thời lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma, 4 công ty có hoạt động thật để tạo lập 155 tài khoản vay ngân hàng SCB giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Liên quan đến vụ đại án Vạn Thịnh Phát, theo đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vụ án này có hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tập trung điều tra, truy tố, xét xử 86 bị cáo về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, Hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Giai đoạn 2, điều tra, truy tố, xét xử các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 là xét xử giai đoạn 1 của vụ án. Giai đoạn 1 sẽ tập trung điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo về các tội danh trên để thu hồi tài sản và làm tiền để giải quyết cho giai đoạn 2. Tại giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên, phong tỏa hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu đô la Mỹ, 1.237 bất động sản của Trương Mỹ Lan, 61 bất động sản của các bị cáo, 8 bất động sản của doanh nghiệp khác có liên quan, hàng triệu cổ phần tại SCB. Ngoài ra còn thu giữ một du thuyền, 9 ô tô, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng, nhiều giấy đỏ hợp đồng cho thuê. Hiện cơ quan điều tra đã bàn giao hết số lượng tài sản trên cho cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo cho công tác thi hành án về sau. Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đối với hành vi rửa tiền, thiếu tướng Thành cho biết, pháp luật đã quy định rõ những hành vi để rửa tiền. Số tiền mà bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem về đầu tư, mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài. Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, lãnh đạo cục C03 cho biết, cơ quan điều tra bước đầu xác định bà Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua trái chủ nhằm huy động tiền rồi chiếm đoạt trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các tỉnh thành phố tiếp nhận thông tin của những người bị hại từ đó đề nghị người bị hại trong vụ án khẩn trương đến cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh thành phố nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu phối hợp làm việc cung cấp thông tin tài liệu hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp